em ạ. Chở búa. Đâu có điểm kiềm chế nữa. Có con này con kia nữa. Con là... anh. Không, không, anh. Đây không nói đi, anh ấm gì. Có sao nói vậy mà. Đòi đánh lộn. Đòi hẹn nhau mà. Đòi đánh lộn mà cái người cái đó, cô kia đòi đánh em. Trời ơi, rồi lúc đó em sao? Dạ em cũng tức quá, tự nhiên đòi đánh người yêu mình cũng nóng lên. Nói nếu mà người yêu anh có làm cái gì mà nói gì á xúc phạm tới em thì anh thay mặt cho người yêu anh xin lỗi em. Còn nếu như mà em mà đụng thì cũng sử dụng những cái từ mà tại vì mình tức lên rồi mà. Trời ơi, đâu có điểm kiềm chế được. Có con này con kia nữa. Trời ơi. Anh. Chào chị em. Dạ chào chị em. Chào anh Quốc Hưng. À xin chào. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Lê Quốc Dũng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện là chuyên viên nhà nước. Còn em? Em tên là Bùi Thị Nhi, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang là cũng công chức nhà nước. Nhi với Dũng là quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Trời. Lúc đó thì em 20 tuổi, vợ em thì mới 15 tuổi. À vợ mới 15 tuổi thôi à? Dạ. Tình cờ trong cái dịp tập văn nghệ của phường á, em thì tập hát, còn vợ em tập múa. Vô tập thì thấy cái cô này đứng ở giữa nữa mà rất là xinh, cho nên là mình cũng có cảm tình. Khi mà tập xong á mới lại làm quen, hỏi em tên gì, có cần anh đưa về không? Vợ em cũng đớp chát dữ lắm. Đớp chát làm sao đâu? Anh thích đưa về thì tí nữa em tập xong anh đưa. Đành về. Đành đá lắm. Với lại hỏi xong thì mình biết là nhỏ tuổi rồi á, thì mình mới hỏi là em ơi có cần anh bỏ gạo để nuôi em không? Lúc đó anh muốn thì cứ đem vô nhà em. Lúc mà bóp chát vậy chứ trong lòng là có cảm thấy cảm mến không? Dạ không, lúc đầu em thấy anh bận đồ nhìn cũng lúa lúa vậy, được có cái mặt mà bảnh bảnh thì nhìn cũng hơi có cảm tình vậy thôi chị, chứ chưa có ý định gì đâu. Rồi đến bao lâu thì bắt đầu mới quyết định tỏ tình và chiếm lấy được trái tim của người đẹp này? Dạ 16 tuổi. Lúc mà em biết cô này 15 tuổi, em có dám nghĩ tới chuyện là đeo đuổi yêu cô không? Cũng chưa có nghĩ là sẽ theo đuổi, sẽ quen nữa. Khi mà tham gia chương trình văn nghệ thì dần dần thì thấy cái tính cô này cũng được. Lúc đó là cũng đi làm phụ giúp gia đình rồi, không có đua đòi, với lại hợp nhãn nữa, cho nên là mình tấn công luôn. Lúc đó gia đình em biết chưa? Dạ chưa, tụi em quen 8 năm rồi ở nhà mới biết á. Tại vì thường á là anh này vô chở đi là thường là đi tập văn nghệ. Rồi ở nhà cứ tưởng là anh này làm ở ngoài phường, nhưng mà thực chất là anh này tập trung chứ anh này chưa có làm ở ngoài phường. 8 năm gia đình mới biết, nhưng mà bác sĩ có biết không? Dạ không. Phải hỏi như vậy. Tại vì từ trẻ con bắt đầu cái là đến cái giai đoạn chuyển đổi đó. Từ trẻ con nó qua tới người lớn. Mà người lớn thì em hiểu không? Giờ, em, dạ, hiểu không? Hiểu. Em hiểu không? Dạ. Sao hay vậy? Sao chị không hiểu vậy? Chậm quá vậy. Chị giam bộn không hiểu. Chị khờ quá chị không biết nữa thiệt à. Đương chuyện này có một chuyện nó đang hết sức là bồng bềnh, hiểu không? Nó làm cái phọt cái vô tuyết trong điện một luôn. Có nghĩa là ảnh muốn hỏi là vậy đó, mà khẳng định là không vậy đúng không? Thôi bây giờ em theo như em nói là rất là xinh đẹp. Vậy thì chắc chắn anh này rất là ghen đúng không? Anh ít ghen lắm, anh ngộ lắm, mà ngược lại em ghen không mà. Dạ ghen dữ lắm. Rồi lúc lấy rồi cũng vậy. Cũng vậy luôn, cũng ghen dữ. Coi như thủy chung như một đó. Cái lần ghê nhất là lần nào? Là lúc đó là vợ em đi Đà Lạt á. Thì em ở nhà thì cũng có cái người bạn đó, cũng sinh hoạt chung trong đoàn á. Cũng quen biết làm quen rồi xin số điện thoại, rủ đi uống nước. Chỉ đi có một lần xong rồi về. Sau một thời gian thì vô tình cái người đó lại nhắn tin cho em. Lúc đó thì vợ em kế bên nó mới nhìn qua, liếc qua, nhìn cái số điện thoại, nhớ số. Rồi lúc đó xong rồi về nhà bắt đầu mới điện nhắn tin với lại cái người đó. Em nhắn cái gì? Cái nội dung là nhắn là ủa bạn là ai, bạn có biết là cái người đó đã có bạn gái hay chưa, mà sao bạn muốn xen vào hạnh phúc của người khác, bạn như vậy là con người không có đàng hoàng. Nói chung là cũng sử dụng những cái từ mà tại vì mình tức lên rồi mà. Trời ơi, đâu có điểm kiềm chế được. Có con này con kia nữa. Con là... Không, anh đây không nói đi, anh gì. Có sao nói vậy mà. Đòi đánh lộn. Đòi hẹn em nhau mà. Em đòi đánh lộn mà cái người đó, cái cô kia đòi quýnh em. Trời ơi, rồi lúc đó em sao? Dạ em cũng tức quá, tự nhiên đòi đánh người yêu mình cũng nóng lên. Nói nếu mà người yêu anh có làm cái gì mà nói gì á xúc phạm tới em thì anh thay mặt cho người yêu anh xin lỗi em. Còn nếu như mà em mà đụng tới người yêu anh là anh không có bỏ qua đâu á. Hay rồi, sao rồi, rồi cái cô đó làm sao? Từ đó là cũng như cắt đứt quan hệ luôn. Nhưng mà chị hỏi nè, có nghĩa là lúc mà em lấy chồng em rồi á, dạ, mà em vẫn còn ghen. Mà ghen là ghen cái gì? Từ lúc lấy tới giờ thì chưa có cơn ghen nào mà thịnh nộ hết. Vậy như mình đề phòng thôi, thấy ảnh nhắn tin với cô nào là phải vô kiểm tra trước. Dạ lúc nào về là điện thoại của em là vợ em cũng giật lấy, rồi kiểm tra tin nhắn, kiểm tra số điện thoại.
Kể cả tài khoản Facebook hay là Gmail gì đó là cũng quản lý hết. Facebook của mình mà vô là tự nhiên đổi mật khẩu luôn. Trời. Tới chừng em đăng nhập vô Facebook không được, cũng nghi nghi là vợ thế nào cũng đổi. Bây giờ còn không? Dạ còn luôn. Anh biết sao mà em phải đổi mật khẩu không? Tại vì thường là mật khẩu đó thì ảnh sử dụng là số điện thoại của ảnh với lại tên của ảnh, thì em biết em vô cái tự nhiên cái lần đó vô là không được. Cái hỏi ảnh mật khẩu mới thì ảnh lại nói cái tên của một người con gái khác. Anh cảm thấy vậy anh tấn công thì em phải vô đổi mật khẩu khác. Không cho ảnh hay luôn. Vậy thôi ta tạo một cái Facebook khác đi. Dạ cũng có chứ, tạo Facebook khác nhưng mà vợ cũng quản lý nè. Cho nên là không có dám xài. Tại sao em lại kiểm soát chồng một cách gắt gao vậy? Chắc chắn phải có cái phốt gì đó. Tại vì em thấy là cái anh này anh hiền, nếu mà bị gái đẹp dụ dỗ với anh không cưỡng lại được, anh bị sa ngã. Nên em phải quản lý từ đầu. Trời. Sa ngã không em? Sao mà em để vợ không có tin tưởng mình vậy? Chắc là vợ thương em nên mới làm vậy. Trời ơi, ông này ở nhà chứ thế nào bị vợ đánh rồi sao? Lên thấy cái gì nó gượng gượng thì sao á, thiệt á. Có không? Dạ đánh hoài rồi. Lúc mới quen mà khi mà em dắt về gia đình chơi thì lúc đó thì có làm cơm, ăn cơm với gia đình. Xong rồi hai đứa ra rửa chén. Thì trong lúc rửa chén thì vợ em mới, lúc đó là bạn gái mới đánh em cái. Đánh yêu thôi. Nhưng mà mẹ ngồi ở trong thì mẹ thấy. Cái lát nữa vô mẹ mới nói: ê mày, nhỏ này tao thấy mày mốt chắc nó về nó nuốt mày. Rồi là nuốt thiệt đó. Dạ nuốt thiệt. Hiện giờ em đang trong tình trạng bị nuốt đó phải không? Dạ bị nuốt. Mà cái chính là bây giờ nuốt, bây giờ nuốt tới đâu rồi? Dạ nuốt trong tim. Mà nè, nếu mà nghe kể như vậy là rõ ràng là ở nhà là cô này là kèo trên rồi phải không nào? Vậy có khi nào em được cổ chăm sóc đến nỗi mà chăm sóc tận răng luôn? Dạ đúng rồi. Thôi trời. Vậy có khi nào mà chăm sóc tới tận râu luôn không? Dạ có luôn. Trời ơi. Thì á, có. Dạ. Có nhổ râu luôn. Bắt phải cạo râu mỗi ngày. Bắt cạo râu. Dạ, em thì em không thích tại vì da mình mà cạo riết nó mòn. Trời ơi. Dạ. Cho nên là mình cũng phải để nó dài dài chút xíu rồi mình cạo một lần. Vậy bảo anh khuyên em đừng bao giờ cắt tóc hết nha. Dạ. Cắt riết em mòn ngay trang anh luôn á. Rồi có khi nào em đánh răng cho chồng em không? Không có đánh răng nhưng mà nặng bắt. Em để sẵn bắt tối khi ngủ là phải đánh, mà có mấy ngày làm biếng là trốn lên không đánh. Rồi vợ em có bắt em làm cái gì nữa không? Kêu làm đủ thứ hết à. Mà chồng mà không làm á là giận, là chiến tranh lạnh. Là nhiều lúc khóc nữa. Thấy vợ khóc là chịu không có được. Thì em phải xuống nước năn nỉ. Rồi em làm để cho vợ em vui lòng. Rồi bây giờ anh hỏi nè, em muốn chồng em thay đổi gì? Em muốn chồng em phải quyết đoán hơn. Tại vì những cái việc trong gia đình á, cái gì anh cũng hỏi em á, mà những lúc mà mình muốn hỏi, mình không có tự chủ được cái việc làm đó, mình hỏi ý kiến của ảnh thì ảnh không có đưa ra được cái quyết định đó. Ảnh nói là tùy em cảm thấy sao mà thích hợp thì em làm. Vậy thì em hỏi anh làm cái gì nữa? Tại vì mỗi cái mà em quyết định á thì vợ em không có hài lòng, mà vợ quyết định ra thì mình thấy cũng tốt. Có nghĩa là ở nhà mọi chuyện là em quyết hả? Dạ. Từ việc lớn tới việc nhỏ, từ trong nội bộ gia đình cho đến ngoài xã hội là em quyết hết. Công việc riêng của anh thì anh tự quyết, em không có liên quan tới công việc ở cơ quan anh. Ừ. Những cái gì mà liên quan tới em, tới gia đình thì là em quyết hết. Là em quyết hết. Dạ. Mua sắm tất tần tật. Dạ, đúng mọi rồi. Thứ rồi. Từ việc sơn cửa màu gì, đi mua nước sơn em sơn, mua cỏ em mua, về nhà phân công anh sơn, cậu hai em sơn. Trang trí nhà cửa. Trang trí nhà một mình em đi hết. Đặt tủ kiểu sao, dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu, em tự kêu họ vô đo, tự đóng, rồi báo chồng là hôm nay có người đó vô gắn tủ. Ừ. Rồi vậy thôi, chồng em chỉ việc là nghe việc em chỉ đạo chồng dẫn người vô làm thôi, chứ không biết một cái gì ở trong nhà. Vậy đó, là giờ em muốn chồng em có nghĩa là phải quyết. Quyết đoán hơn. Chứ không phải là em. Nhiều trường hợp thì anh cũng phải tự động đứng ra quyết đoán, để giống như mình là cái người đàn ông, người trụ cột trong gia đình. Ví dụ như vợ mình mà có cãi lại cái suy nghĩ đó thì anh cũng phải phân tích làm sao cho vợ hiểu là cái quyết định của anh là một quyết định đúng đắn hơn của vợ. Em thích như vậy hơn là ví dụ như anh nói ra cái em bác bỏ, em nói theo ý em, cái ảnh cũng chịu, thôi làm theo ý em. Thật sự không phải là em không có chính kiến, nhưng mà những cái mà vợ mà ra cái quyết định á thì mình thấy cũng phù hợp và nó cũng tốt, nên em mới chấp nhận. Nếu như mà có những cái gì sai thì em cũng sẽ cản. Nãy giờ em nói đó cản, xong rồi giờ em bẻ lại cái em thấy ok rồi đó. Rồi dạ, thì nói chung là mình cản, nói cái đó thôi không được. Nói vợ nó, em thấy được làm được, nó vậy em làm đi. Thì cũng như không. Bây giờ theo chị thì hai đứa nên dung hòa với nhau 10 điều của quyết định, thì ít nhất em phải tìm ra được một cái điều nào đó mà em phải là người quyết định. Em nói không, cái điều này anh nói là đúng.
Thực sự mà nói, có đôi lúc á, em làm cà phê ngược á, vợ em sẽ thấy yêu em nhiều hơn nữa. Cứ thấy cái cuộc sống nó mặn mòi nè, nó có nhiều gia vị, nó không bị đơn điệu. Đó, lâu lâu em phải thức tỉnh, giống như con ngựa mà em là cái người nài ngựa đó. Em phải biết nài, tại vì em lớn tuổi hơn, em là chồng mà. Đúng không? Dạ. Suy nghĩ đi, rồi. Cái cách làm sao. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Yeah. Yeah. Và bây giờ xin mời quý vị dành càng khó tay để gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, mời em. Dạ, chào chị Em Vân. Chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thành Hiếu. Em 25 tuổi, là nhân viên kinh doanh. À. Dạ, đây là vợ em. À, vợ em, đúng rồi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Truyền Hiếu Trinh. Năm nay em 25 tuổi, là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty Nhật Bản. Cả hai bạn đều là 25 tuổi. Dạ. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, em lên Facebook á, rồi cũng nói chuyện vui đùa giỡn thôi, vợ thôi, nói, tại vì bạn bè mà. Lúc trước biết nhau rồi. Quen trước là quen ở đâu? Tụi em là chung trường cấp 2, cấp 3 luôn nhưng mà không có chung lớp. Dạ, có nghĩa là biết nhau là biết trong trường thôi chứ là chưa có nói chuyện với nhau bao giờ cả. Nhưng mà nói chuyện là nói chuyện trên Facebook. Dạ. Dạ đúng, đúng rồi. Dạ. Lúc đó là cấp 3 rồi. Dạ không, lúc đó là lên Sài Gòn, lên Sài Gòn học rồi. Là 10 năm sau tụi em mới gặp lại nhau trên Facebook. Ủa, tụi em quê đâu? Dạ Bến Tre ạ. Dạ Bến Tre. Ủa rồi giờ hai bạn đang ở Sài Gòn hay ở Bến Tre? Dạ đang ở Sài Gòn. Dạ lên Sài Gòn lâu chưa? Em á là đi từ lúc mà đi học đi làm là em ở trên đây luôn. Còn anh Hiếu là sau khi mà cưới em, anh Hiếu mới lên. Rồi thì xa cách nhau như vậy có ghen tuông không? Dạ có. Dạ có. Ai ghen? Vợ em ghen chứ em có ghen. Lý do? Ông ở dưới quê cũng ghen. Dưới quê cũng có gái vậy anh. Ở đâu không có gái đúng không? Vì tôi gà. Dạ. Tính em á thì là lúc quen á là em muốn biết là trước khi quen em là ảnh quen ai 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 ai. Rồi ảnh cũng kể cho em nghe hết. Xong rồi là lúc mà quen nhau á, ảnh đi chơi với em mà có mấy lần ảnh kêu lộn tên em. Kêu lộn tên em? Dạ. Dạ em Trinh Trinh. Mà ảnh cứ kêu em bằng Linh hoài à. Linh là tên ai? Mà trong cái danh sách bồ cũ ảnh không ai tên Linh hết á. Cái tên bà hàng xóm thì biết sao em mới hỏi ảnh chứ, tại sao anh kêu em tên Linh, em đâu phải tên Linh đâu, Linh là ai, Linh là cô nào. Ảnh mới nói với em là tại vì tên em khó đọc quá, tên em là TR, anh không có phát âm được nên anh kêu lộn thành Linh. Xong rồi cái ảnh sao em vô Facebook của ảnh á, kéo xuống mấy tin nhắn từ năm 2013-14, em phát hiện ra là cái bạn Linh đó có thật trên cuộc đời này. Dạ đúng rồi. Và Linh đó là cái gì của ảnh? Theo ảnh kể với em là bạn Linh đó chỉ là một bạn gái bước qua trong cuộc đời của ảnh mà chưa. Trời ơi, bước qua thôi chứ mà chưa bước lại. Bước qua cuộc đời anh mà chưa có danh phận gì hết. Hay quá. Chứ trước khi gặp Trinh thì là em cho mấy người có danh phận rồi? Một hai người. Một hai người có danh phận, tức là người yêu của Hiếu. Dạ đúng rồi. Chỉ có một lần đó là gọi lộn tên thôi đúng không? Cái lộn cũng 2-3 lần. Rồi bây giờ còn lộn nữa không vậy? Dạ không, bây giờ không dám giờ lộn nữa. Ủa nhưng mà sao em lại kêu lộn vậy ta? Có khi nào em còn yêu người phụ nữ tinh linh không? Dạ yêu. Cái này anh Quốc Thuận đốt nhà. Đó, Quốc Thuận đốt nhà kìa. Tinh linh vợ chồng sao đốt nhà ta? Yêu bạn đó thì cũng có, nhưng mà tại vì bạn đó tinh linh thì cũng dễ kêu nè. Không, chắc líu lưỡi đây mà không sao đâu. Dạ. Cứ bỏ đi. Ủa nhưng mà hai vợ chồng em là quen nhau thì bao lâu rồi cưới? Dạ 8 tháng anh. Mà sao phải cưới sớm dữ à? Bạn này đòi quá. Cái này cũng có một câu chuyện. Rồi tại vì vợ thì em nhõng nhẽo. Người quen người dưới quê còn người trên thành phố. Vợ em thì tối ngày cứ giận dỗi không à. Cái bữa đó giận kêu em lên mà em không lên. Mới giận đóng Facebook, không nói chuyện với em 3-4 ngày luôn. Em mới chạy lên. Thế xong em mới nói thôi về để anh xin ba mẹ cưới. Vợ em mới nói là ba em khó lắm, dễ gì mà anh xin được. Tại vì lúc đó em cứ nghĩ là ba mẹ em không cho, bởi vì là ba mẹ em chưa bao giờ hối em việc có chồng cả. Mà trong khi em đang đi học đại học liên thông. Thì em nói vậy thôi. Mà anh Hiếu tối ngày bàn chuyện đám cưới mà không có hỏi em, chưa có cầu hôn gì hết á. Xong em cứ nhắc khéo qua, em nói ủa em chưa đồng ý mà sao tự nhiên anh cứ bàn hoài vậy. Cái xong rồi cái tự nhiên có một ngày anh lên anh thăm em. Xong cái anh chở em ra cái hẹn sinh tố lại đường ngồi vậy đó. Xong anh móc cái chiếc nhẫn ra,
Anh nói anh không có biết nói gì nhiều á, thôi em làm vợ anh nha, vậy thôi, không có được cái bông nữa anh. Trời rất là hất hà miền Tây luôn á. Dạ, xong rồi mà sao? Cái em mở nhẫn ra, em thấy nhẫn vàng thì em nhận thôi, chứ em cũng chưa nghĩ là sẽ đám cưới. Rồi đeo vô. Dạ, thì nhẫn vàng mình phải nhận chứ anh. Dạ, xong rồi cái ảnh mới nói là thôi để anh về, anh nói ba mẹ ảnh qua gặp ba mẹ em. Cái xong em mới sợ quá, em mới nhắn tin cho mẹ em đâu dám nói với ba đâu. Em nói mẹ ơi, bây giờ nhà người ta đòi qua gặp vậy đó. Xong rồi cái mà ảnh nói với em là có mình ba mẹ ảnh thôi. Mà tới lúc mà cái hôm mà qua nhà em mà thành một cái đám nói luôn. Em có thấy cái tội mê vàng chưa? Vậy là thời gian nhanh quá hả? Rồi coi như là nhanh vậy thì sau khi cưới xong rồi thì phát hiện ra những cái gì mà lúc yêu nhau chưa phát hiện. Có tính xấu gì của đối phương mà lòi ra nhiều không? Dạ, vợ em thì cũng có một số khuyết điểm nhỏ thôi. Lúc mới phát hiện về là mới biết là lười đánh răng. Ngủ là đi ngủ luôn đó. Em mệt quá em ngủ luôn. Nhưng mà sáng có đánh, tối thì lười, không đánh. Em mà năn nỉ, em nhắc nhở dữ lắm á. Mà nay cũng bớt rồi, chứ hôm qua là chưa có bỏ. Rồi đó, một tật xấu ở gì nữa? Cái hai là ghen. Ghen dữ không? Dạ, ghen dữ lắm. Ghen toàn là ghen người yêu cũ. Sao vậy? Thì lúc nãy em kể một chuyện là nhắc lộn tên em là một lần rồi. Mà cái bạn đó không có danh phận thì mình bỏ qua đi ha. Dạ, cái bạn có danh phận. Em mới phát hiện đây thôi. Hôm đó em vô em unfriend bớt bạn của ảnh. Tại vì cái list bạn của ảnh là từ Bắc chí Nam, là mấy cô hot girl mặc đồ rất là mát mẻ, hay đăng hình mấy ngàn like, em vô em unfriend hết. Xong rồi cái em đụng, em thấy cái Facebook của cái bạn kia, xong cái em unfriend luôn. Lúc đó anh đang đi tắm, anh để điện thoại ngoài á. Cái tự nhiên chiều anh đi làm về, anh hỏi em chứ sao tự nhiên em unfriend cái bạn đó. Cái xong em hỏi, ủa sao anh biết em unfriend cái bạn đó? Anh không trả lời, anh nói em vậy là không được, em ghen vậy là em ghen đầm bậy. Anh với bạn đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, đâu có liên hệ nói chuyện gì với nhau đâu mà sao em ghen. Cái xong em cũng thấy có lý, em cũng im im rồi, anh mới nói em là anh kết bạn lại rồi nha. Đó. Cái sau em cũng không nói gì hết. Xong cái tối 10 giờ rưỡi là hai đứa đang ôm nhau ngủ, tự nhiên điện thoại ảnh có tin nhắn. Em mới hỏi cho ủa anh giờ này ai nhắn tin cho anh vậy? Cái xong ảnh dở cái điện thoại lên là cái bạn đó nhắn. Mà bạn đó nhắn một cái câu, chỉ có một cái câu trong khung chat thôi mà nó không có đầu đuôi gì hết. Cái em mới suy nghĩ, em nói rồi, vậy là ông này có nhắn tin cho bạn này. Xong rồi bạn này mới trả lời, mà ông này ông xóa tin nhắn. Cái xong em... Rồi, hết ôm luôn. Dạ đúng rồi, đầu tiên là đẩy ra liền. Xong rồi em bắt đầu em suy nghĩ. Lúc đó em thấy tức lắm. Vậy là trước nay anh xạo với em, mới ở sáng này còn nói với em là anh với người đó có nhắn tin nói chuyện gì đâu mà em ghen. Cái rốt cuộc bây giờ lòi ra có tin nhắn. Cái xong em mới hỏi chứ vậy là hồi đó giờ có nhắn tin đúng không? Cái ảnh mới nói là anh không có nhắn tin, người ta nhắn tin cho anh trả lời thôi chứ anh không có nhắn tin. Trời thương không? Thì ta hỏi thăm em mà em trả lời thôi chứ không. Tin nhắn đến mà mình không trả lời là bất lịch sự. Nhưng mà tại vì sợ là vợ ghen nên em mới xóa đi thôi. Chứ vợ mà biết người yêu cũ nữa rồi, có chuyện nữa. Mà em hỏi anh chứ, ví dụ mà nếu mà nhắn tin hỏi thăm không có gì thì thôi để đó đi, mắc mớ gì phải xóa làm chi. Xóa rồi em phát hiện ra em lại càng suy diễn thêm nữa, chứ đâu có được gì đâu. Bây giờ vậy đi, coi như là cái lý do ghen á thì coi như là không phải là tính xấu rồi, tại vì là có lửa mới có khói đó. Hiểu không? Là bỏ đi cái đó không phải tính xấu nữa. Giờ kể tiếp tính gì nữa? Tính xấu gì nữa? Hết rồi đúng không? Dạ. Tìm hoài đâu có ra. Có hẹn hiếp chồng không? Có nhưng mà ít thôi. Có nhưng mà ít thôi. Nhưng mà tính nó cũng không gọi là xấu lắm. Nó là tính tốt. Rồi cuối cùng sao thấy không có tính nào xấu hết trơn. Vậy giờ em muốn yêu thay đổi cái gì? Nếu mà nói thay đổi thì em chỉ hy vọng là chồng em bớt ga lăng lại. Lại bớt đưa đẩy với mấy bạn nữ đó lại là... Mấy bạn cũ hay mấy bạn mới? Cũ mới luôn chị, nó giờ nói cũ cái mốt nói em nói là anh chỉ đưa đẩy với mấy bạn cũ vậy, anh đưa đẩy bạn mới em đâu có nói đâu, mất công lắm. Lý lẽ vô lắm. Cho nên là mới cũ gì cũng bớt đưa đẩy, bớt ra lăng rồi. Đi. Còn ngoài cái đó ra thì em không có mong muốn gì thêm ngoài đó hết.
Thấy không? Hiếu làm sao? À, Hiếu Hiếu muốn em vợ thay đổi gì không? Chăm chỉ hơn chút xíu. Vợ em không có tự ý thức làm được, phải em nhắc thôi mới nhớ mới làm. Sao em làm nhắc vợ cũng làm? Cũng như là không phải là công việc là san sẻ nhau chứ không phải em làm hết, em làm hết thì vợ em biết gì sau này trách em nữa. Trời ơi, tại vì hai bạn này còn son quá mà. Hai bạn rất là xứng đôi. Mong rằng là hai bạn giữ hoài cái hạnh phúc này. Đừng có làm cho có gì đó có khói nữa nha. Từ đây đến lúc mà sinh em bé là phải cẩn thận nha. Dạ. Rồi chúc cho em các em luôn luôn hạnh phúc và chuẩn bị chào đón một em bé kháu khỉnh ra đời nha. Dạ, em cảm ơn quý vị. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt. Nam thần, em cũng tâm là cũng đẹp thiệt luôn á. Nam thần của màn ảnh Việt, trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em luôn á. Dạ, chào anh, chào cô. Dạ, vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Xin tự giới thiệu mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Lại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Bây giờ giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn á. Chứ con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc, lo cho cuộc sống, lo cho gia đình. Giống như nó là vậy thôi. Cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Dạ, là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đó, lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện? Hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện thì dễ. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con. Con lâu có nhìn chậm không? Con canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô này với mọi người biết đi. Cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á, thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa? Là diễn viên chưa? Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen quen. Xong rồi con hỏi bạn con mà hình như cái này anh này diễn viên hay gì á. Xong rồi con lên mạng search, đúng rồi, anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ. Là con cũng có ấn tượng đẹp liền. Đúng rồi, đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bách sáng giống như rồi, nó sáng chung cái chỗ đó. Rồi xong lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á, thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Cái tim con nó có đập hơn, nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bê đê, tại con nhìn mấy con trai không mà. Đúng rồi. Tại vì bàn đó con trai nhiều, con mới nhìn mấy người bạn con trai con không mà. Mà con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là con uống, nhưng mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng, con mới liếc qua cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là BD, bạn con hỏi mà. Là sau cái bữa đám cưới thì bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái bữa đám cưới thì rồi. Là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó, thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy rồi, cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thực sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số thì tự nhiên vậy đó, con tìm được luôn. Mà lên Facebook là tìm được luôn đó. Con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con đó là che cái mặt. Che nửa mặt. Che hết cái mặt trừ cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Xong rồi cái nhắn cho vợ, con có nhắn cho vợ con như nè, khen vợ con dễ thương. Rồi chỉ nhắn vậy thôi, tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Con nói không thôi, tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc con luôn. Con thấy là tự nhiên vô duyên sàm sàm sao. Lý do là sao làm vậy, trong khi đó em thích, em đã xác định tức rồi. Là hiện cái hiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó. Không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, là anh biết em vậy thôi. Rồi xong cái giờ con lóc con luôn. Vậy đâu, để Ngọc nói coi, lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, thấy xàm xàm sao, tự nhiên cái vô nhắn tin cho con, xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn.
Chặn luôn. Chặn. Rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng cứ? Đấy là không có quên. Ngày nào con có hai con nói thiệt luôn nha là con có một cái nick để dùng để theo dõi những cái người con chặn á, tim như thế nào. À, chặn bằng nick kia mà. Theo dõi mà. Ở một khoảng thời gian dài qua Đà Nẵng luôn. Con chả nghĩ tới, nói chung lâu lâu thôi. Lúc có đi trên máy bay á, đi di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con này, con nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con là nhỏ, con nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất và coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Thấy con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô, thấy đây ẹp Facebook rồi. Cái gì hả? Ẹp Facebook, con nói ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ đầu đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa tới buổi tối á, con mới nhắn lại cho vợ con. Nhưng mà để hỏi Ngọc ơi, sao lúc đó con lại ạch Facebook ảnh lại vậy? tự nhiên con vô cái danh sách chặn của con á, tự nhiên mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn không, cái con kết bạn xong con lại hủy tiền trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con, mới ngày đầu tiên thôi là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con, thì ông vợ con đúng đó. Vợ con nó nói là có. Má thằng này khùng đi. Đâu mà kể coi lúc đó sao mà. Em mới thấy Ngọc nó bị sổ sàng quá không, trong khi nó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Đúng rồi, lúc đó con thấy là sao má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con Con nhưng mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em á định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận thấy không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn đó. Xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau. Xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không? Thì con không. Vợ con hỏi lại con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó, không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện. Nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không, vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền. Mà nói như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ con vừa mới ẹp con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi. Chứ không phải là ẹp để chờ con ẹp. Ẹp xong có đâu có mấy phút sau là gỡ ra, là con thấy rồi, con đã thấy rồi. Đúng nhưng rồi con đó. Không có nói để con coi tới tối làm sao. Con không thấy xong thì tối con mới gọi luôn đúng không? Thấy con thấy không ổn thôi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á, thì lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á, tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó, không con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi cái ba mẹ kêu á thích lộn quen ai thì dẫn về đây, tại vì ba mẹ con trách con á, quen ai không bao giờ dẫn về, chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng và anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, làm con, về nấu ăn đúng rồi, nấu ăn á con. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đãi thôi đó. Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Rồi gặp Thuận rồi phản ứng. Gặp anh Thuận thì ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật
thà nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy nên là biết có tin tin liền không? Ngay có bữa, tin ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa không, có vợ. Không, không có nghi. Ý là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi, đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi không? Không. Không hỏi luôn. Chỉ có điều hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á, tại con đã nói trong lòng con rồi. Con gặp đúng người là con phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn chứ con không có vòng vo gì hết. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập cho cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, các mẹ cũng hết rồi. Nhỏ nó có bầu à? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu à? Nhỏ có bầu à? Mẹ chán rồi. Nói không có, tụi con chưa làm gì luôn ha, thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng với vợ con. Tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra á, là tự nhiên là con làm như vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó, cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi. Nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà giữ mình, không có nghĩ là giữ, mà là vợ của mình mà, không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết, xong xuôi mọi chuyện hết đi. Vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được. Đó, cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu. Bạn bè con mời ăn nói gì lẹ rồi có bầu vậy? Tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy? Nó không đi cưới thì chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Cái khúc quen nhau mọi người còn không biết mà thì mình đi đám cưới. Nhưng mà ủa, mà Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Khi vậy thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có anh Thuận đóng phim không? Chàng rể thì ok quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó, chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn đó. Ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á, là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành. Không có cái độ cái gian xảo á, từ cái nét dịu á. Dạ đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình, không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ. Có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi. Bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á, toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành, gào nếp gào tẻ. Ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ thì đó, thì cái vai đó nó dễ thương đi. Rồi thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó, thường là hay bị ngộ nhận cái đó. Đấy, nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không, là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Hơi khó hơn chút xíu. Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11-12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á. Giờ em mới dám nói nha, ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ, là em buổi tối á là 11-12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa. Nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào không cũng gặp nhau đó, khoảng 30 phút nói chuyện gì đó. Nhiều khi 10-11 mấy cái quán sinh tố kế bên nhà, đúng cách rồi, mấy căn rồi. Nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi đó, nên là 9 giờ là phải ngủ. Đúng rồi, 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm là 2 giờ.
trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá quên quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn rồi, là con chết rất là đó. Khó con bị thấy đó, có lỗi vô cùng luôn kiểu. Chứ từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là mà mình mới gặp vợ nữa, không biết tìm hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi đó, ngồi chai ly vào đó luôn, cứ ra uống ly, hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Về xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi qua. Dạ. Mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Dạ. Đúng là chị có tình yêu tình mới làm nổi cái chuyện đó. Dạ. Chứ sức đâu. Trời ơi, ngủ có chút xíu à con. Dạ. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh, mà người ta nói gọi là hai nửa phần trăng á là của nhau là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction á là nó đúng như vậy luôn, nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á xong đầy xuống đúng không, rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa đúng rồi, đưa đúng tiên rồi. Nữ xuống đạp tiên nữ xuống đó, rồi cứu vớt đời nó đi đó, mấy là chục năm trời luôn. Mấy chục năm trời mới được vậy. Giờ lúc mà con Dũng bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi như nè hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi gì đó uống cà phê cái bạn hút thuốc rất chảy đời. Xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn con mới nói với con á là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu, chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Nhưng đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa đúng không con? Dạ. Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời cái đó, vẫn Phật. Cái đó là con nói thiệt luôn á, con linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là con ngồi con nói. Đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài. Đó. Mà đi ra đi thôi. Con công nhận là ngắn thiệt con á. Xuống một cái là gặp liền. Đúng không? Là nhận được một cái tin liền đúng không? Rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè. Cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn á. Dạ. Mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Đúng, chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Yeah. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa cô mới. Chính xác là 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi là coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng luôn á. Giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách. Khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng con hoạt hình chung vợ con. Vợ con là đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy con hoạt hình. Tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì. Coi tùm lum hết cô. Tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Dạ. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói với cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có cái điều này là con thấy
hơi bị ấy luôn á, nó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái con coi coi nè, con nói ồ cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì, hiểu tâm lý em vậy luôn. Dạ. Đang sống với một bà tiên, có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Đó. Chỉ cần cái đây chỉ cần ước là ngày mai có. Không có ước mà ngồi gì nói á. Tại vì á con á là con về á, có nhiều người á tức là điện thoại đồ này kia á là phải để cá nhân riêng. Nhưng con nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ, ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là đó. Một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi đỡ mất công. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vô giỏ hàng á, là vợ con thấy rồi mang vợ mua đem về cho con luôn. Nhưng mà rồi á, cô hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này cái nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con không biết sao chứ con cũng không có sợ, không ghen. Lâu lâu thì con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói vậy, nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à, mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt theo anh Thuận. Dạ, xong rồi con vô luôn giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô là con chú chứ. Bạn không, bạn mấy đứa luôn là mặc đồ y chang luôn, kiểu áo thun. Áo thun rộng sọt rồi này kia. Kể cho em thấy hình ảnh em giống không? Nói, anh em giống nhau. Nói chung là con trẻ hóa, giống như giờ con lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ mà sao rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình đó. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó. Chuyên chọc cho con, không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi wow, em đừng chọc nữa, giống như để anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu. Vợ con có cái tính rất là hài hước, nó hay chọc ghẹo này kia trong nhà đó. Nhưng mà ra ngoài thì lại nhát. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt, tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia. Giờ mình lấy vợ rồi thôi, mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình, thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới vợ tới cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Vợ con sẽ là người quản lý, hết luôn đó. Mà vợ con cái gì mà đưa vô trong kết sắt á là gì, vợ con không thèm lấy ra. Tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ con đi làm gì về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô kết sắt là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Dạ, từ lúc nó tuy là ít nhưng mà nó thêm chứ nó không có bị vơi đi. Và con không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu sao. Vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện. Nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bụi. Tụi con đang nhờ kiến trúc sư
là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây, thì xong tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tự quản lý nhau, tự quán xuyến. Nhưng mà nó được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian của mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tối là tại vì nó bận liên tục mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là chậm. Nó u sầu lắm con, thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó có cởi mở. Ví dụ như nó quay à thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi lên liền. Nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Có bây tình giờ yêu thì là khác. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, chưa về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Tại anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông, em muốn vô phòng anh em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con không cho con vô, đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi là mở phòng ra hết hồn, quần áo dục lên tứ tung luôn, là biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục góc, quần áo đi quen dục góc, giày cũng dục góc, tùm lum á. Con mới nói với vợ con là đừng có vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là viện cớ con bà gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Ông bừa bộn đó, ông muốn giấu. Giấu mà là chỉ có cái bừa bộn thôi hả, còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con, ý là con làm mà con không có vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng nghiêm túc này, đâu ra đó hết đó. Giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa? Tật xấu là hay như là hay xì hơi á cô. xì hơi nhưng mà nó kinh khủng. Con đã nói rồi, con đó là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con à, vợ con hay nháy với con lắm, giống như là hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó bắt đầu con ém, tự dưng đắp nguyên cái mền con ém mà bắt đầu con hay vợ bộ con đắp mền là chính là hết. Vợ con tưởng gì rồi ôm rồi vô bước phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình đúng không? Chỉ có hai cái đó máy đạn á đúng không? Máy đạn á. Dạ đúng. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn đúng không? Còn nói vợ giỡn, mẹ ơi mẹ vợ ngoài à, bây giờ thích mua trái cây đầy đủ rồi trong đó có mít nữa, mà cứ con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết với con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thuận thay đổi cái gì không trong hai cái tật mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Thì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống thôi chứ không có gì. Cũng bình thường. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Dạ, tại hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi. Vợ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích. Con thích cái áo, tại thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con. Mà con biết áo nó nằm đâu hết luôn á. Con để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này tủ kia, bung hết luôn. Xong hết rồi xong cái nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu, nhưng mà tôi để cho cô bung chỉ là gì đó, bây giờ ở ngay đó nhà.
rắn mắt quá. Bây giờ nó đang ngập nhà. Lầy thiệt cái Thuận chưa từng thấy thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Có tình yêu nó khác là chị ạ. Là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau gì đó rồi. Hai đứa nít á, đúng không? Sáng là ba mẹ tụi con á là tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại vì bỏ mối là xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi coi xong mới được tụi con dậy trễ. Rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn cái gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son nó là, nó thành giống như là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa hai nhau thôi, trong khoảng thời gian này là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy thì con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng có những cái khoảnh khắc vào thời gian như thế này. Rồi vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi, đúng không? Dạ. Không có chứ. Bé theo Thuận bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là nó chiều con quá. Quá chiều. Vợ con là con như giống như con nói ta chiều, sao gọi là hiện giờ trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi, hiểu mà đi mà sambo trong bụng. Tại vì á là nhiều khi nè coi hay gì thôi, nhìn thấy gì thôi, cái vợ giả bồ rủ đi ăn, rủ đi ăn cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè nè mua cho anh nè, xong nó chơi chưa làm gì đó, tiền không làm, nó em có tiền em có quỹ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý đó, coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi, nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao, rồi còn cái gì nữa không? Rồi muốn Ngọc thay đổi điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua cái gì cho con, nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món nó về con lỡ ăn no rồi cũng không ăn được, cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con ở nhà con nhiều quá cái con mập. Mỗi lần ký đúng không? Mỗi lần con mập. Nãy giờ anh Tiên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình, cái con đi tập thể dục. Con mới nói vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện anh rể, có anh rể anh đó, anh rể con tên Hậu, anh Hậu mặc sai gì cỡ ông, cỡ anh ông, anh nói ừ thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả, rồi quần lót anh Hậu mặc sai gì, con cũng ngây thơ. Xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót sai gì, bữa em nhớ anh mua sai gì cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cũng ngại, mua thì có dương ta lựa đi, không vô ngại chụp đại cái đem về mua chết quá. Mua cái quần hình tam giác rồi không ngại quá, tại vì vô đó toàn đàn ông mà tự nhiên con mong men vô lựa quần, nhưng mà là đi mua cho con á, nhưng mà không có nhớ, bắt đầu gọi con gia bồ hỏi. Đáng yêu kể là chắc cầu tới tháng sau á. Đúng rồi, cầm này dễ thương quá. Nhưng bây giờ nói tóm lại, con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á, thật sự luôn, cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này, không cần thay đổi gì hết. Có con vẫn giữ cái mạch như vậy, tới khi nào chết luôn cũng được, không cần phải thay đổi, không cần phải lớn lên, không cần phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á, là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia á, là mình đã trải qua nhiều là mình sẽ có cách hết, cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho, nên là tụi con không có lo nhiều hết trơn. Rồi á, là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi. Không có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì, anh có đồng ý hay không. Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi, con đi ăn nhà hàng mà con quạo. Tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm, mà vô đó không ăn không được đó. Kiểu như bây giờ mình phải tốt lại, không nó kể tới tháng sau luôn. Chị em mình ngồi hoài luôn. Đúng, mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao, với ông bạn này á, là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi. Cho nên là bạn cầu được ước thay. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Dạ. Đó, okay. Cho nên là, đúng không? Em có muốn lời gì chúc cái người... Không, thật sự là em thấy là...
Ngọc với là Thuận là hai em quá dễ thương rồi, là cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn đó. Mong là anh chị cứ như thế này mãi. Yeah. Rồi sau này trời ơi có baby ha, trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp, trời ơi tuyệt sắc, con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp. Đúng không? Có được trong năm nay nữa. Con rất là mong là có em bé sớm để giống như tụi con, vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con, chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ. Đúng rồi. Câu được ước thấy. Ừ. Anh nói là câu được ước thấy. Rồi cảm ơn hai em. Đúng rồi. Hai người này sẽ có trong năm nay luôn. Rồi cảm ơn cô, tụi con đang rất là mong, cả gia đình đang rất là mong vợ con có em bé. Sau đây nha, sau đây á con chịu khó con điện thoại cho anh Vi một cái là coi như 100%. Điện thoại riêng nghe. Dạ. Rồi ok. Chút xíu mình sẽ gặp lại nhau. Hình như là em không có kiếm chuyện luôn á. Bao không? Có mà. Kiếm hàng ngày luôn chứ. À là kiếm chuyện là trêu trêu á hả? Kiểu như kiếm chuyện dùm dỗi hay là kiếm chuyện để quách mắt chẳng hạn. Không, có nghĩa là trêu đùa thì có, còn để mà giận dỗi thì không có kiếm chuyện gì. Không mà, không có đâu. Nếu mà bình thường chị sẽ hay lấy cái lý do gì nhất để kiếm chuyện hay là trêu đùa? Bất cứ lý do gì. Tại vì ở nhà chồng em cũng hay lầy á, và nhiều khi lầy quá đáng mà lầy lố á là em cũng hay la. Chị có thể ví dụ cái sự lầy lỗi của anh không? Không nhớ rõ nữa, không nhớ nữa, nhưng mà kiểu hay trêu, hay đùa dai á, hay đùa dai kiểu vậy đó. Đúng không? Khi mà mình bên nhau rồi đó thì cái khoảng cách nào mà khiến chị cảm thấy là cũng tấn chồng chứ? Nhiều lắm. Có nghĩa là ở nhà chồng em hay làm cái mặt kiểu hay trêu vợ. Ví dụ nha, đây ví dụ như hôm qua, điển hình như hôm qua là sinh nhật em, rồi em muốn thay đồ kiểu đồ xinh, xong rồi là để chụp hình vậy đó, nhưng mà mặt kiểu xong rồi cười cái điệu cười kiểu rất là ngứa mắt ấy, kiểu rất là muốn ăn đòn ấy. Em muốn cái cặp mông á, chuyển sang mông em. Thay đổi cái gì à? Đấy là lý của người ta chứ hả? Thay đổi gì? Ủa? Thay đổi cơ mà. Thì cũng là thay đổi gì nữa. Trên cơ thể của chồng muốn thay đổi hả? Muốn khác đi á, hiểu không? Chứ không phải là muốn lấy của người ta. Không phải là muốn lấy của chồng mà là muốn chồng khác đi ở điểm nào. Muốn chồng cao hơn 10 phân nữa đúng không? Đúng. Muốn chồng em cao hơn 10 phân nữa. Hoặc nếu không thì đổi cái mông á sang bên này cũng được. Nổi điên à? Anh điều gì cũng nổi điên, nhưng mà anh là một người rất là biết kiềm chế, nên là không bao giờ anh nổi điên với vợ, tại vì anh chấp nhận này. Từ lúc đặt bút ký rồi lấy về là anh chấp nhận này, không có cũng không dám làm nổi điên. Nổi điên ăn đòn ngay.